đang đúng lúc thi phi của nữ lóc Cần Thơ nha. Bữa nay thi sẽ đi cái trường Hải Rào để ăn bún chay cùng bốn đứa nha cả nhà các bạn. Mời cả nhà các bạn xem bốn đứa thi ăn như thế nào nha. Nắng quá. Rau rắp cá. Đây là vườn rau của Thu trên cái cầu này cả nhà các bạn. Chỗ đường đi rất là đẹp luôn. Đó. Thu trồng nhiều loại rau lắm cả nhà các bạn, như là rau cần nè, cái này rau cần ống á. Trồng trên mấy cái thùng mớp nè cả nhà các bạn. Rau thơm. Bữa nay Thi, Thu, Châu và Lý cắt rau vô để mình ăn bún chay nha cả nhà các bạn. Bún với nước tương với bì. Đó, ba đứa, bốn đứa luôn. Thi bệnh nói chuyện là khác cả nhà các bạn ơi. Có hẹ nữa ha, hẹ rất là ngon cả nhà các bạn. Hẹ nhả lá nhỏ 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 đó, ngon ghê luôn. Bây giờ bốn đứa sẽ vô lặt rau, rửa rau xong mình ăn bún nước tương ngày gầm nha cả nhà các bạn. Ghế chuồng ngồi phải không? Phải không? Thu và Châu và Lý sẽ ăn bún chay. Còn có nước tương. Quá trời luôn rồi trời. Con ghế đẹp. Rau, sống, bì. Đó, em ghế là cho ngồi này rõ không? Em ghế chậm. Mình đã kêu đưa cho Lý. Quá ngon cả nhà các bạn ơi, mời cả nhà các bạn ăn cùng ba đứa nha. Ba đứa ăn chay. Ba đứa bưng lên gì nè, ăn mới thấy rõ mấy bạn. Ngon quá nè. Vậy em thì ít quá vậy tôi hiền quá. Trời ơi, như mà ngon. Lâu lâu mình ăn ngon quá nhỏ bạn. Tháng ăn lần. Tháng ăn lần chay. Ngon quá. Ngon quá. Thì tháng ăn hết nổi cái mì ạ. Nói mì có nửa cái bì à. Cả nhà bạn. Có khi mà lên cái clip á, cái có người thắc mắc á, nói sao mà coi của mình á, cái clip chính mà đem cái clip phụ đi trả nợ. Không phải là đem cái nick phụ đi trả nợ, mà cái nick phụ á, cái nick chính á, mình coi nhiều người quá đó, cái nó chặn mình, cũng như là vô coi gọi bình luận lại bình không được. Bình luận bình không có chính. Thành ra Thi phải lấy cái nick phụ đi trả nợ đi coi lại cho cả nhà bạn cũng thông cảm. Không phải là không có lấy cái nick chính đi coi, mà cái nick chính coi xong rồi bình luận nó không ăn. Bình luận vô là nó không dính. Nó quay qua lại coi lại là mất tiêu của bình luận của mình à. Hồi lúc đó là cái YouTube của chị á, là bị mắc lặn lại gì đó. Nó cũng tắt bình luận á. Cái bắt đầu cái xong cái vài bữa cái nó mất tiêu cái nick luôn. Là tại vì nó kêu mình bạn kêu bằng nhắc chuột không hợp lệ gì đó. Là nó cắt cái nick chị mắc luôn. Bởi vì giờ lấy cái miếng phụ đi làm. Ăn không? Thì thua. Quá trời ngon. Cái gì? Không có nhậu bạn ơi. Chỉ là thu rồi không bạn. Cái đó. Cái này nè, cái da thay nè. Á, đây bữa nay chắc Lý thắng trận quá. Mình đá hết một ổ mì rồi. Lý thắng rồi thì cái lụm 500 chứ đâu. Lụm 500 của bà Thu rồi cả nhà bạn ơi. Châu với Thi bữa nay hơi dơ rồi. Tốt là mì để bì ít lại, ngán lại nhiều ngán. Để chị dung dữ. Thôi, thành ra cắn nhà các bạn rồi thông cảm nha. Nói đi. Má bỏ nó đánh cho nó gấp vào tôi mà Thi. Chơi với em mà chơi. Vậy là không có 500 nha. Đây còn 2. Chứ không phải là mình không ạ. Đi đó nha các bạn. Chứ không phải là mình không mà giả cái nít chính cho cả nhà các bạn đâu. Cả nhà các bạn mà có xem cái nít tham cảm cho Thi nha. Chuột ăn mà báo cáo luôn.
luôn á là Thi thứ ba cái điện thoại là thành ra cái nếp phụ là Thi sẽ cái à đào nó ghi hết trơn, thành ra trả cả nhà cái nếp phụ nhưng mà vẫn chính xác, vẫn cái số điện thoại ghi hết trơn, thành ra nó rất là chắc ăn, cả nhà cứ yên tâm đừng nghĩ là trả cái nếp phụ mà không có chắc ăn. Ba điện thoại luôn. Ngon quá. Thấy hấp dẫn không nào? Mới thèm á, cái thèm nó rất là mình. Ừ. Mà không được 500 đâu. Mà không được 500 đâu mà đừng có tưởng nha. Ăn gian là không luôn. Còn ba ông Thi nè. Ừ. Ăn đi rồi hồi nữa tôi bo nữa 500. Má mày không con chồng đục mày. Má mày đặt nổ hả? 500. Nước 500 đi mua đồ nhậu. Nổ quá thôi. Ngày cũng nhậu mà nhậu đi. Buồn quá. Quá ngon quá nhạc bạn ơi. Thôi về ngủ rồi. Ngon mơ nhậu. Thôi mệt quá. Băng nè, băng tình nè, ăn nhậu của Thi đó. Tao ăn nhậu mở nhậu 6 rồi. Mở nhậu 6. Thôi bây giờ mà mình ăn nhiều như mình bye bye rồi, nghe cả nhà bạn. Ba đứa bye bye cả nhà bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn vào đi sao. Không, nếu như các bạn muốn thách đấu ba đứa này ăn cái gì lần nữa thì thách đi, chứ bữa nay nhỏ này nó gian quá rồi, mình sẽ dừng cái clip nha nhà bạn. Bye bye nhà bạn. Hẹn gặp lại cái sao.